xin giới thiệu một chút, đây là bệnh bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1977, là hộ khẩu thường trú thì là ở quận Thường, địa chỉ này là ở thôn Lão Trợ, xã Hội. Còn thực chất là bệnh nhân ở thị trấn Thường Thông, Sơn nhé. Và bệnh nhân này là bị tâm thần, mẹ thì mất từ năm 2009 ạ. Có hai bố con là cùng với nhau thôi. Khi mà bệnh nhân được bảo trợ xã hội nhận thì chỉ còn mình bố là ở nhà thôi, và bố sức khỏe thì đi làm ruộng tìm kiếm sống nuôi này, nhưng mà nó là không làm được đâu. Đây là một rau thì cứ ăn và ngày ăn thì bao nhiêu thì là có con người cả cô cháu người hàng xóm người ta cũng những người trong mỹ hôm nay bên khai thác Thanh Hóa cũng là nhận được cái tin là có một bệnh nhân nhiều bệnh lắm, bệnh tâm thần, bệnh động kinh, rồi suy hô hấp, rồi gia đình thì khó khăn, mẹ thì đã qua đời, bố thì rất là già yếu, không có khả năng để lao động, cho nên gia đình rất là khó khăn, nên là chúng tôi bên khai thác Thanh Hóa đến để hỗ trợ cho bệnh nhân một số tiền để chi phí cho cái việc mà chữa trị ở đây. Thì hôm nay thì khai thác Thanh Hóa có 2 triệu đồng. Bây giờ thì ông ra ngoài một tí, nhưng mà bây giờ thì đoàn không ở đây đợi được, thì phải nhờ chị để biết lời trao lại cho gia đình nhé. Và đây là số tiền 2 triệu đồng, 2 triệu đồng ở đây là của vị ân nhân tên là Nguyễn Thị Quế, giáo sư Đức Mẹ Hy Vọng, ở đây Lady of Hope, ở thành phố San Bernardino, bên tiểu bang California, qua sự trung gian kết nối của cha Quang Phạm dòng SPD và sơ sang dòng những đánh giá Thanh Hóa, thì đây là số tiền là 2 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Quế ở bên California giúp đỡ cho bệnh nhân này. Thì cảm ơn bác sĩ Toàn, cảm ơn chị Thảo. Đây không? Đây là con gái của ông à? Chứ cháu đi làm sao? Cháu đi làm từ 8 tuổi, tâm thần từ lúc 8 tuổi, rồi mẹ cháu mất năm 2009. Vâng, rồi bây giờ ông đây một thân một mình để nuôi cháu vậy thôi. Thì đây là các cha bên nhà thờ nhé. Bên bên tòa giám mục Thanh Hóa thì có một số tiền đấy là 2 triệu đồng của vị ân nhân tên là Nguyễn Thị Quế, giáo sư Đức Mẹ Hy Vọng, San Bernardino, bên California, qua trung gian cha Quang Phạm dòng SPD nhé, của Sơ Sang đã. Rồi đây là số tiền là 2 triệu đồng để giúp cho con của ông nhé. Ông có đôi lời. Cũng thương rất là thương con gái của ông ấy, thì cũng nhiều bệnh động kinh, rồi bệnh suy hô hấp, rồi là bệnh tâm thần nữa. Thì chúc cho ông sức khỏe để ông chăm con nhé. Rồi một lần nữa hết lòng cảm ơn các bác sĩ, các điều dưỡng và các cảm ơn cha rất nhiều. Được thay trần, không sao được.
nhưng mà tôi khác so với khác với kia rồi, thực sự là tôi tạo ra những cái đầu là nó tương tự, thì rất là tôi tạo ra, tôi cũng thấy xong tương tự, We're really sorry to see the situation, and I really hope that you will get better. We will. Hai cái cô này là cô mới học trung học xong, cô bên Na Uy, cô sang bên đây cô đi trải nghiệm, nhìn to sát vậy đó nhưng mà mới có 19 tuổi thôi, thì cô đi học hỏi về cái công tác xã hội, cho nên là cô bảo là cô rất là thương con của ông nhé, rồi các cô chúc cho ông có nhiều sức khỏe để chăm sóc cho con, các cô sẽ cầu nguyện cho con của ông được khỏi bệnh nhé. Cái này thì cái này thì cảm ơn cha, thì cũng gặp cha cũng nghe nhiều lần cha vào đây rồi, thì hy vọng là sau này cố tình cố cha Hảo thì mong là có sự giúp đỡ của bên giám mục nhà thờ hoặc là các cái tổ chức bên ngoài có thể giúp đỡ cho những bệnh nhân người ta khó khăn hơn, hy vọng là có sự sau này công tác nữa là mình viện và phòng công tác xã hội chuyên viên giáo hội mình thì có sẽ tốt đẹp hơn. Vâng, rất là cảm ơn cha. Còn này ngày này cũng gia đình rất là khó khăn, còn có mỗi hai cha con thì con thì tâm thần các thì cũng đau khổ rồi, thì cũng không làm được gì, rất là cảm ơn giáo hội mình cha. Vâng, cảm ơn bác sĩ Toàn nhé. Chứ một mình ông làm gì để mà nuôi con? Ở nhà cũng đóng vừa nhưng tôi giao dòng của cho tôi. Đúng dòng của vậy thôi. Từ ngày thì gửi cho cháu nó xuống trung tâm đi. Từ năm 2010. Thì cuộc sống rất là khó khăn đúng không? Rồi ông cố gắng nhá. Rồi cố gắng để có nhiều sức khỏe để chăm cho con nhá. Đấy, người ta sinh ra đứa con thì đáng lẽ cái tuổi của ông bây giờ được nhờ đó, nhưng mà mình lại chả được nhờ cái gì cả đúng không? Mình là phải nuôi con cho đến trọn đời, khổ vậy đó. Rồi hết lòng cảm ơn chị Nguyễn Thị Quế, cảm ơn cha Quang Sơ Sang, cảm ơn hết lòng cảm ơn và cầu chúc cho quý nhân nhân được nhiều sức khỏe, nhiều ơn lành của Chúa. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.